Theo phản ánh của người dân xóm Minh Phúc, Minh Tân thuộc thôn Thiện Trang, xã Thanh Xuân, mấy năm gần đây cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều nhà luôn phải đóng hết tất cả các cửa để ngăn bớt mùi hôi bốc ra từ trang trại chăn nuôi lợn phía bên kia sông Rạng. Trang trại này là của một hộ chăn nuôi thuộc thôn Phủ Tải, xã Kim Đính, huyện Kim Thành. Mặc dù rất bức xúc nhưng trang trại này lại không thuộc địa bàn xã. Người dân cũng đã có ý kiến với chính quyền địa phương nhưng tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện. Những khi thời tiết có gió đông thổi về khiến mùi hôi thối càng nghiêm trọng hơn. Nhiều người cho biết không khí ô nhiễm khiến họ thường xuyên bị viêm mũi, nhức đầu. Không những thế, họ còn khẳng định có việc xả trực tiếp nước thải chăn nuôi ra sông Rạng. Trong khi đó, cách vị trí trang trại này khoảng hơn 1 km là một nhà máy nước sạch. Sau khi nắm bắt được thông tin phản ánh từ phía người dân, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân xã Kim Đính và Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành đề nghị chính quyền hai cấp xem xét giải quyết. Có thể nói, việc phát triển chăn nuôi đã và đang tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình, tuy nhiên không vì thế mà gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của nhiều người.